Đây là quy trình dọn một chiếc xe ô tô các bác này. Đấy, phải tháo hết ra, dọn từ đầu đến cuối. Đấy, cả máy móc là dọn giặt này, rồi ghế tháo hẳn ra để làm này. Đấy, ghế tháo hẳn ra dọn nhá, sạch sẽ con này luôn. Xe vài chục thôi nhưng mà cũng phải dọn sạch sẽ đâu đấy các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua xe vài chục nhá, alo em. Đây em mà cởi xem dọn này, dọn đồ phải tháo hết ra này. Đấy, tháo hết cửa ra, tháo hết cả ghế nhấc ra để dọn dẹp cho nó sạch sẽ này. Được chưa? Con này nhá, chỉ có mấy chục triệu thôi các bạn. Em xe này đang rất nhiều. Bác nào đang có nhu cầu thì alo em nhá.